khỏe và sắc đẹp là vàng. Ý Nhi xin giới thiệu những sản phẩm 100% đến từ Okinawa, Nhật Bản như Phục Quy Đăng giúp cho ngăn ngừa ung thư, giấm đen thải độc và làm bụng nhỏ, nước xanh trường thọ giúp hạ đường trong máu, linh chi và nghệ, trà trường thọ, trà linh chi, dầu gan cá mập, sùng cá mập. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-981-6555, 714-981-6555. Kính thưa quý vị vừa lắng nghe Hồng Sâm và cũng như Ý Nhi giải thích và cũng như tâm sự về rất là nhiều chuyện trên gọi là California này, giải như những cái chuyện mà về đi giúp đỡ cho những hội từ thiện đó, phải không Hồng Sâm? Nói tới những cái hội từ thiện đó, Hồng Sâm đã làm rất nhiều mà biết rằng như vậy chứ, nhưng mà Hồng Sâm, cái công việc gì là cái công việc chính để Hồng Sâm đi kiếm tiền mà để mà hỗ trợ cho tự mình đấy? Câu đó là quan trọng vô cùng. Đúng rồi, tại vì Hồng Sâm là một cái người chính của một công ty, là một cái người chính của một cái hội đoàn và cũng như một cái non-profit của mình. Nhưng mà Hồng Sâm đi rất nhiều và làm rất nhiều, nhưng mà ai và tiền đâu, Hồng Sâm có thể nói thêm về cái business của Hồng Sâm? Yes. Kính thưa quý vị, là nếu mà công việc chính thì là công ty của Hồng Sâm là công ty sản xuất rồi, thì hàng ngày công việc vẫn cứ phải chạy, vẫn cứ phải làm. Nhưng mà cái công việc đó thì là mình làm ra tiền, mình hỗ trợ, mình giúp cho người khác có job làm, rồi sinh sống và cũng support gia đình, cũng như nuôi những cái đứa con trẻ foster, mấy cái đứa trẻ mà Hồng Sâm giúp. Nhưng mà thì hiện bây giờ những đứa bé ở bên Dallas á, đã lên đại học hết rồi. Thì là Hồng Sâm bắt đầu mở một cái ở Cali, mở một cái nhà từ thiện đó, nó kêu là cái The Sam Foundation. Hopefully là nó sẽ được thành công sớm. Thì ngoài cái đó ra, cái đó là những công việc để hỗ trợ cho gia đình và mọi thứ khác. Còn công việc để mà từ thiện là như vậy. Cái foundation, cái công ty Geo Marketing Groups là một cái công ty làm về marketing với PR của Hồng Sâm, đó là một cái công ty khác riêng. Thì trong cái công ty này, Hồng Sâm có một cái luật làm rất là hay. Có nghĩa thay vì Ý Nhi là khách của Hồng Sâm, mà hiện giờ Hồng Sâm có rất nhiều người khách đều làm những việc với Hồng Sâm. Nhưng mà khách nước ngoài cũng nhiều, khách Việt Nam cũng có một số người. Thí dụ thì Ý Nhi là khách của Hồng Sâm, thì Ý Nhi đi tới một cái chỗ khác để mà làm cho một cái planning. Mình phải chuẩn bị, thí dụ ra một cái business là phải có cái plan gì, bao nhiêu tiền, fund sao, phải marketing chỗ nào, khách hàng mình là ai, location chỗ nào, tất cả những gì mình phải plan. Thì Ý Nhi phải trả chẳng hạn như là 10.000 đô, ví dụ vậy. Thì bây giờ tới với ông, và cái mục đích cuối cùng là Ý Nhi muốn bán một cái chai thuốc này, chẳng hạn vậy. Thì bây giờ tới Hồng Sâm chỉ lấy 5.000 đô thôi. Với điều kiện, bất cứ một cái chai nào mà Ý Nhi bán của cái đó thì sẽ có 25 xu hay là 50 xu để dành riêng cho cái hội của mình. Wow, hay quá. Thì mình làm như vậy là, lý do tại sao làm như vậy là, thứ nhất mình không phải đóng thuế, là mình lấy 10.000 vô là mình phải đóng thêm 5.000 tiền thuế. Rồi cái bên này 5.000 họ trả cho mình thì họ chỉ là khai cái thuế là expand, đúng không? Nhưng mà thí dụ mình không lấy cái tiền này vô, cái tiền này đưa qua đây và đưa qua đây luôn, thì cái này họ cũng khai thuế được và mình cũng phải đóng thuế luôn. Nó vô cái chai thứ ba. Cái này có thể là mở một cái lớp học Hồng Sâm với marketing. Đại khái là giống vậy. Tại vì thực sự ra mình sống bên nhà giống như là Hồng Sâm nói, I totally understand. Tại vì tiền, nếu mà mình xài cho nó đúng, thì cái tiền nó không có bị phí cho mình đóng cái này, đóng cái thuế kia. Nhưng mà đặc biệt là thí dụ như, tại vì cuối cùng mình cũng phải cho. Đúng rồi. Thí dụ Hồng Sâm nuôi bao nhiêu người này thì vẫn phải cho bằng đây. Nhưng mà bây giờ bằng đây mà chẳng hạn như mình không phải đóng thuế thì cái số tiền này mình lại cho được nhiều hơn, đúng không? Thay vì mình móc tiền mình cho, tiền đóng tiền thuế thêm một lần nữa. Thì thay vì mình làm sao để cái số tiền mình đóng thuế, mình làm đúng luật. Đúng rồi. Mà mình vẫn được không phải đóng cái tiền thuế thì vừa cái tiền có từ, vừa có tiền bên khách hàng mà lại được có bên khách hàng cùng để mình mà là mình hỗ trợ mình thêm. Hỗ trợ cho thêm cái đó hay đó. Wow. Cho nên mà cái với lại chắc là tại vì Hồng Sâm cũng hơi tham. Có nghĩa là thí dụ như vậy là marketing cho Ý Nhi 5.000 tháng mà giờ làm hợp đồng 1 năm là 10.000, 1 năm là nó hết rồi, 60.000 hết rồi đúng không? Thì ngưng. Thì bây giờ lấy thêm đi nữa cũng có 60.000, lấy thành 10.000 đấy có 120.000 là ngưng. Mà thay vì mình lấy 5.000 thôi thì cũng được 60.000, nhưng mà cái chai đó, những cái chai thuốc đó, cái hợp đồng đó go on for life. Cái đó. Thì cứ nhân lên như vậy thì có phải cái tiền đó nó sẽ đẻ ra nhiều thiệt nhiều không? Nhưng mà với điều kiện phải làm cho cái chai đó bán thiệt đắt. Thì cho nên nếu mà mình làm như vậy rồi thì cái người khách của mình
Thí dụ ý Nhi mới tin rằng là mình sẽ làm hết mình cho cái chai thuốc đó chạy. Bởi vì nếu nó chạy thì mình sẽ được tiền commission cho cái chai đúng đó. Rồi. Cho nên nó around hết là người khách cũng cảm thấy là đúng, nếu mà cô này cô ăn một tí commission cho cái tiền của trong này thì cô sẽ làm hết mình để cái chai thuốc đó vậy bán. Vậy là có thể là nhờ Hồng Sâm giúp cho Nhi về cái giấm đen với cái phục côi đắng. Vậy nhưng mà ngoài ra những cái công ty marketing và cũng như về công ty dược thảo của Hồng Sâm, Nhi có nghe rất là nhiều quảng cáo về Luxor. Dạ. Thì nói chung là Lexo là cũng một cái project mà Hồng Sâm làm cho marketing. Thì nếu như là năm nay nè, thí dụ như, quý vị, nếu quý vị coi truyền hình thì quý vị thường thường thấy Hồng Sâm xuất hiện. Hôm nay thì chắc tâm sự hơi nhiều, biết thêm chút xíu. Nhưng hầu như quý vị thấy là Hồng Sâm là một người host cho chương trình Nails Today Show. Thì nói chung là những cái công việc mà Hồng Sâm muốn làm đó, một phần là marketing, mà một phần thực sự muốn giúp lại cho người Việt chúng ta làm sao để hỗ trợ cái ngành nail của mình càng ngày càng thành công hơn. Wow. Thì cái plan ngày hôm nay năm nay á, là để nói về Luxor, ok, thì năm nay Hồng Sâm làm một cái campaign cho công ty Luxor là để làm sao để làm cho salon success, nó gọi là salon success. Thì salon success, nếu mà nói về success nó rất là nhiều cái để nói, có nghĩa là từ cái tiệm phải đẹp, cái tiệm phải sạch, phải đúng luật, phải comply, rồi phải làm sao để thợ mình phải có cái sức khỏe, chính bản thân mình cũng có sức khỏe. Cho nên năm nay Hồng Sâm và cùng công ty Luxor để ra một cái campaign gọi là Salon Success. Cho nên nếu quý vị nào mà muốn Hồng Sâm hỗ trợ, chẳng hạn như là muốn thiết kế một cái tiệm thiệt đẹp, hay là chỉ cần hỏi những câu hỏi là gọi ngay, làm sao gọi vào số phone trên màn hình với số mấy, nhưng mà đại khái đọc thì đi 714 không à, nếu quý vị cần mà thắc mắc về cái đó thì quý vị gọi là 714, không nhớ số phone, nhưng mà 444-4144 cứ gọi số đó trước và cứ nói là muốn gọi cho Hồng, muốn gửi những cái lời hỏi đi cho Hồng Sâm. Có thể về luật đó quý vị, vừa luật lệ vừa tất cả những cái gì, tại vì hầu như những cái người mà đứng sau lưng Hồng Sâm để mà hỗ trợ những cái đó là đều một là volunteer, hay là được bảo trợ bởi công ty Luxor, thì họ sẽ làm những cái việc cần để gửi đến quý vị. Cho nên nếu quý vị không hỏi Hồng Sâm thì Hồng Sâm không biết về cái đó là cái gì. Hay quá. Nhưng mà success cho năm nay, tất cả người Việt Nam mình, là hầu như người Việt Nam của mình là làm nghề nail rất là nhiều. Đúng không? Đúng mà rồi. Bây giờ ngành nail không có nghĩa là mình không có ăn học nha. Rất là nhiều người khách của Hồng Sâm biết là đều có bằng cấp hết, nhưng họ vẫn chọn làm ngành nail là tại vì dễ dàng kiếm tiền, và cũng như kiếm tiền nó nhanh chóng hơn. Đúng, và mình nhưng có mà thời gian có rất riêng. Là nhiều người mở tiệm nail đôi khi vì cái lý do thời gian dài và làm nhiều quá, đôi khi chúng ta không có giờ để mà đi sâu vào cái luật lệ và cũng như học hỏi về có những cái gì mới trong đúng cái thị trường này. Yeah. Thì Hồng Sâm đây là một người có thể nói là cô có một cái bằng doctor, và cũng như cô cũng đi travel rất 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 nhiều. Yeah. Thì có thể là Hồng Sâm chia sẻ cho rất là nhiều chủ tiệm nail, đúng và rồi, cũng như những người quý vị đang học nail hoặc là có bằng nail. Yeah. Để mà cần biết thêm chi tiết những cái gì mới, phải làm cái gì cho nó đúng, đúng rồi. Mở tiệm như thế nào, rồi bất kỳ một cái chuyện gì về ngành nail, chủ tiệm và thợ tiệm cũng có thể gọi cho Hồng Sâm. Thực sự ra không phải là gọi để mà mình sợ, cái này đều là free yes, free consultation, coi như là miễn phí tại vì biết là Hồng Sâm có tấm lòng để mà muốn giúp cho người Việt Nam chúng ta trả lời những cái câu hỏi. Đương nhiên nếu mà từ cái đó mà có thể giúp được cho quý vị mua sắm những cái đồ mà quý vị cần thiết thì nó không, là quá tốt. Với lại nếu mà nói Hồng Sâm sẽ không nhận những cái credit, những cái điểm mà không thuộc về mình. Có nghĩa là nói nếu Hồng Sâm làm miễn phí tại mình chỉ có muốn giúp cho cộng đồng và thôi thì chưa đúng lắm. Là tại vì nè, giúp là một phần đúng, Hồng Sâm muốn tất cả những câu hỏi quý vị có, Hồng Sâm có thể giúp đến quý vị. Nhưng mà ngược lại, những cái số tiền mà tốn cho những người luật sư mà làm thì đều phải tốn cả. Đúng tại rồi. Cái đó là được bảo trợ bởi công ty Luxor. Chứ không phải là Hồng Sâm nói là ồ tôi làm hết cái này, không đúng. Hồng Sâm chỉ là cái người đưa cái message và tạo một cái chương trình để cầu nối giữa khách hàng, giữa người mua, người bán, cũng như là quý vị đến với những cái luật lệ mà mình cần biết đến. Vậy làm sao mà người đẹp có giờ để mà đi hát rồi làm MC đây? Thì bởi vì như mình thấy là Hồng Sâm chỉ làm MC cho những chương trình từ thiện nè, rồi hát cho từ thiện nè. Ngoài ra thì... Tại có show Hồng Sâm nữa. You have your own show. Yeah. Nhưng mà nó, again, cái những cái show đó nó liên quan đến promote những người khác. Ví dụ như những người anh chị em nghệ sĩ mà mới vào nghề, chưa có những cái cơ hội để mà gọi đến quý vị khán giả, thì nhờ cái chương trình của Hồng Sâm thì để mà mình cùng chia sẻ thôi. Chứ còn nói đúng ra đi hát không phải là cái nghề, cái nghiệp dư của Hồng Sâm, là cái nghề chừng chính. Dạ. Nhưng mà
một số, nhưng mà nếu mà quý vị có những người cũng coi coi ở trên những cái DVD thì đó là những cái thật sự mà vui thôi, như trung tâm mưa rừng, trung tâm đổ thanh, trung tâm đại khái là mời thì lên cho Nhưng mà nên mình phải, mình làm ăn thì làm ăn, nhưng mà cũng phải có một chút xíu máu về nghệ thuật trong đó đúng. thì nó làm cho cái đời sống mình nó vui hơn, phải Dạ không Sâm? đúng rồi, hồi nãy ý Nhi hỏi mình chưa trả lời nè, là làm sao bắt đầu vô cái chương trình hát mà người ta mời đi. Quý vị biết là ngày xưa Hồng Sâm làm trong trên đài 2073, một cái chương trình gọi là cũng là Hồng Sâm Talk Show thôi. Nhưng mà khi đài làm những chương trình từ thiện của cha đồ tới thì cũng lanh chanh lắm, con phụ cho đồ ăn đồ ít gì bưng là tùm lum xếp đồ không sao hết. Thì có một số khán giả biết là mình hát thì hôm đó thì cũng góp vô chương trình thì lên hát một bài như là Một Người Đi. Thì cái người khán giả này mới gọi vô nói là cô này có phải con của cô Hoàng Anh hay không? À đó là bắt đầu đó nha. Thì nói dạ không phải, nó không phải, vì tôi yêu cầu hát cái bài này nữa thì tôi sẽ cho thêm cái số tiền này. Nó bây giờ không thuộc cho cầm bài hát được không? Thì ok hát. Thì sau khi hát những cái bài rồi thì mấy trung tâm khác lại nói rằng là ủa có cái giọng hát giống như Hoàng Anh đó. Cái mình mới nói chứ ủa là có nghĩa là hát già đó phải không? Giọng hát là giọng hát xưa Đúng đó rồi, đúng rồi, phải tại cô này có một cái giọng hát không? rất là thanh thoát mà rất là dễ thương. Rất là Để như già. vào ha, để như vào quảng cáo, sau phần quảng cáo chúng ta sẽ vào cái phần cuối cùng. Cái xin quý vị đừng rời làng máy. Sức khỏe và sắc đẹp là vàng. Ý Nhi xin giới thiệu những sản phẩm 100% đến từ Okinawa, Nhật Bản như Phục Quy Đăng giúp cho ngăn ngừa ung thư, giấm đen thải độc và làm bụng nhỏ, nước xanh trường thọ giúp hạ đường trong máu, linh chi và nghệ, trà trường thọ, trà linh chi, dầu gan cá mập, sùng cá mập. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-981-6555, 714-981-6555.